Ok anh ơi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HDC Audio, địa chỉ 106 Nguyễn Công Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, và mình là Đức Hoàng. Ngày hôm nay thì mình lại đưa tới những bạn nào mà yêu và đam mê những cái dòng xe Đức ở Việt Nam thì bên mình chào bán một sản phẩm, đó là chiếc BMW Kép 520i, sản xuất và đăng ký năm 2015, biển số Hà Nội, một chủ đầu. Và cái điều đặc biệt của chiếc xe này, hiện tại bên mình đang chào bán là chiếc xe mới chạy được có 68.000 km mà thôi. Thì chúng ta hãy cùng xem và cảm nhận về cái chất lượng mà chiếc xe bên mình đang chào bán nhé. Hiện tại thì Hoàng cũng bật mí một chút là chiếc xe thì là vừa mới về showroom, cho nên là Hoàng quay luôn để cho mọi người có thể cảm nhận được về cái độ mới cũng như là đánh giá được qua về chất lượng chiếc xe khi mà bên mình vừa mới mua về. Ok, anh em cùng làm qua một vòng xung quanh xe nhé. Ở phần đầu xe thì vẫn là những cái đường lối thiết kế nguyên bản của chiếc xe thôi, thiết kế quả thật cân xứng này. Có một điều đặc biệt là Hoàng thấy ở đây là hệ thống đèn pha cũng đã được chủ trước họ nâng cấp lên là bi mắt quỷ đấy, thì anh em có thể để ý ở trong này nó có một cái bi, sau đó là nó có hơi ánh đỏ, rất là đẹp. Chiếc xe này đi buổi tối thì cực kỳ là tuyệt vời luôn, cực kỳ đẹp, và nó tăng thêm cái hiệu suất ánh sáng 200% so với hệ thống đèn bi cơ bản chiếc xe. Chiếc xe thì có màu đen nội thất kem, là một trong những cái gam màu mà cực kỳ đẹp của sedan đối với dòng xe Đức. Dàn lốp cũng đã được chủ trước nâng cấp tại chính hãng rồi, thay mới rồi đấy, bốn quả Bridgestone mới tinh đấy, rất là mới luôn. Lốp thì là toàn bộ là lốp Ramfest nhé các bạn nhé, lốp chống xịt nhé đấy. Chiếc xe thì không thể tránh được một vài các vết xước nhỏ, thì anh em có thể xem và cảm nhận luôn. Ốp gương cũng đã được nâng cấp bằng carbon này đấy, đầy đủ hết đấy. Vì là chiếc xe mộc cho nên là bên mình chưa spa đánh bóng dọn dẹp hay là làm bất cứ một cái gì, thì các bạn có thể xem qua luôn. Ở đây một vài các cái vết xước nhỏ ở đây này đấy, đây có thể là như kiểu là bị chó mèo cào gì đó. Đây bên này cũng là một vài các cái vết xước răm. Chiếc xe này thì bên Hoàng sẽ spa rồi cũng như là phủ cho chiếc xe một lớp ceramic bên ngoài sẽ cực kỳ đẹp luôn. Chiếc xe biển cũng khá là đẹp, 30A78548 đấy. Rồi là các cái phần giải led, phần đèn hậu này là cái mà Hoàng rất thích lối thiết kế của B, nó mang lại cái sự khỏe khoắn cho chiếc xe đó. Ok anh em cứ lướt qua một vòng xung quanh xe nhé, sau đó là chúng ta hãy đi cùng vào chi tiết luôn nhé đấy. Ở phiên bản 520i 2015 này rồi thì là có hệ thống cửa hít này các bạn này đấy, đóng cửa một chạm một hít này đó, nó rất là êm ái luôn. Cốp điện rồi, đầy đủ hết, không thiếu một cái gì. Chúng ta cứ lướt một vòng xung quanh xe nhé. Đấy. Về đánh giá của Hoàng sơ qua về chiếc xe thì chiếc xe còn sơn zin khoảng 85%. Đấy. Còn không thể tránh được vì vấn đề các cái phần nhựa, ví dụ như là ba đờ sốc trước, đờ sốc sau hoặc là những cái mép đó thì nó khó, rất là khó tránh. Capo nguyên bản này, sơn nguyên bản cho xe này. Đấy. Ok. Chúng ta sẽ cùng vào trong để xem luôn phần nội thất các bạn nhé. Đây, các bạn tiến sát vào đây một chút. Đó. Đây, các bạn có thấy không? Nội thất kem, một trong những nội thất đẹp nhất của BM. Đấy, toát lên cái sự sang trọng cũng như là một cái không gian ngồi cực kỳ lịch lãm ở phần bên trong và nội thất. Đây. Ghế da thì là ghế da Dakota cao cấp của BM. Đấy. Ok. Anh em ta cứ lướt qua về phần bên ngoài đã nhé, cho anh chị có thể cảm nhận. Cốp điện này. Đấy, đương nhiên là đời này thì nó chưa có đá cốp. Đấy. Sang đến 2016 thì nó có thêm cái phần đá cốp nữa. Phần khoang cốp thì khá là rộng rãi. Như mình cảm nhận thì có thể để được khoảng 4 đến 5 cái vali trong một cái chuyến đi đường dài. Rất là thoải mái luôn. Ok. Ở hàng ghế thứ hai thì Hoàng thấy là có cả hệ thống rèm này, rèm chắn nắng này. Đấy. Cái này cũng rất là hữu ích nhá. Đấy. Rồi là rèm nhỏ phần bên cạnh này. Đấy. Rất là hữu ích luôn. Đấy, anh em chuyên mà chơi về B ấy thì anh em có thể để ý này, các cái phần tắp bi này của nó nhá. Đấy. Tất cả là nguyên bản hết, ra nguyên bản hết, chưa có bợt, chưa có một cái dấu hiệu gì của bị rách hay là bị cố bẩn theo thời gian. Phải nói là chủ xe khi mà Hoàng mua chiếc xe này cũng khá là kỹ tính.
Bác này thì là làm công nhân viên chức nhà nước thôi, nhưng mà bác ấy khá là kỹ tính. Đây, phần ghế này, các bạn nhìn phần ghế phụ này, rất là mới luôn nhá. Đấy, rất là mới luôn. Cái da của nó gần như là nó còn mới tinh luôn các bạn ạ. Đấy, phải khẳng định là chất lượng của những chiếc xe Đức, nội thất của những chiếc xe Đức thì nó là điều tuyệt vời, rất đẹp. Đấy. Ok, bạn máy đứng đây nhá, mình sang bên kia để mình giới thiệu cho các bạn nhé. Ghế thì chiếc BM 520 này thì trang bị là hai ghế điện hai bên, có nhớ ba vị trí ghế lái. Đấy, ok. Đây, các cái phần táp bi táp lô này của nó toàn bộ là nguyên bản này. Đây không phải là da nhưng mà nó lại là các cái phần cao su nhưng mà là giả da, rất là bền. Đấy. Cần số điện rồi, các cái đây gồm có ba chế độ lái này, phanh tay điện tử này. Đấy, auto hold này, cảm biến trước này. Đấy, đây cần số này, các bạn để ý cần số này. Đấy, rất là mới. Cực kỳ đẹp luôn các cái phần nhựa phần bên trong của nội thất. Khi mà Hoàng vẫn luôn luôn nói với khách hàng là đánh giá một chiếc xe lướt hay một chiếc xe siêu lướt thì nó đánh giá từ những cái phần chi tiết nhỏ nhất. Đấy, ví dụ phần vô lăng này. Đấy, anh em có thể để ý những cái từ những cái phần vô lăng nhá. Đây là phần vô lăng khâu da nguyên bản theo xe này. Đấy. Đây, vô lăng nguyên bản theo xe luôn. Chưa có bợt chóc hay là bất cứ một cái dấu hiệu gì. Đây, chiếc xe đã chạy được 68.599 km. Đấy. Đèn pha tự động, tất cả mọi thứ là nguyên zin. Ở dưới này thì là vô lăng chỉnh bằng điện. Đấy, vô lăng chỉnh điện hết ạ. Đấy. Màn hình trung tâm, nhưng mà chiếc xe này thì cũng đã được chủ trước nâng cấp lên camera lùi sau rồi. Đấy, camera lùi phía sau rồi. Đấy, đầy đủ hết. Đó. Đấy, cái này là nâng cấp nha các bạn nhé. Nhưng mà nâng cấp theo tiêu chuẩn nguyên bản của chiếc xe, chứ không phải là lắp hàng linh tinh. Đấy, rồi là cũng như là hệ thống loa giải trí của chiếc xe này, như Hoàng được biết thì là cũng đã nâng cấp toàn bộ lên hệ thống loa upright của Nhật, cực kỳ là hay cho hệ thống âm thanh nghe trong vắt luôn. Đây, điều hòa tự động hai vùng này. Đấy, trái phải riêng này. Đó. Đây, Hoàng sẽ lướt qua, cố gắng lướt qua các cái phần mà nó kỹ nhất cho tất cả quý anh chị. Dù là mình ở xa, mình có thể mình xem và cảm nhận được về chất lượng của chiếc xe. Đó, đây phần ghế lái này. Đấy, phần ghế lái này. Đấy, đây phần ghế lái, phần la phông trần này. Đó, rất là mới luôn. Rất là mới luôn đấy ạ. Đây. Thảm 4D, 5D cũng đã được chủ trước trang bị hết rồi, đầy đủ sạch sẽ rồi. Gần như chúng ta khi chúng ta mua chiếc xe này thì là chỉ có việc là đổ xăng rồi, cũng như là HHDC bảo dưỡng cho quý vị anh chị trước khi mà anh chị lấy xe thôi. Cửa gió hàng ghế thứ hai. Đây là phần ghế sau nha các bác nhá. Đấy. Hôm nay Hà Nội trời nắng đẹp, cho nên là cũng làm cho chiếc xe của bên em mua về nó cũng đẹp hơn. Đây, cửa gió hàng ghế thứ hai đây, nguyên bản luôn. Đấy. Rất là ngồi rất là thoải mái, Hoàng ngồi thì rất là thoải mái. Vì khoang phần bên trong nội thất của chiếc BM 520 này thì nó rất là rộng. Đó. Ok, dàn lốp nguyên bản theo xe. Đó. Chúng ta có thể lướt thêm một vòng xung quanh xe để cho quý vị và các bạn có thể cảm nhận được về độ mới của chiếc xe và độ nguyên bản của chiếc xe. Đó. Chúng ta sẽ cùng xem và đánh giá luôn về phần khoang động cơ của chiếc xe. Đó. Như Hoàng nói ở ban đầu thì là chiếc xe này thì là đang trong cái tình trạng là bên Hoàng vừa mới mua về, chưa có spa gì cả. Chúng ta cũng cùng xem mộc luôn là chiếc xe này chất lượng ra làm sao. Ok, đây này, anh em mình có thể nhìn từ những cái phần chi tiết nhỏ nhất nhé. Đây là phần ốc cabo này. Đấy, ốc cabo là chưa có vết tháo giã này. Đấy, nguyên bản này. Đấy, từ những cái phần tai xe cho đến tất cả mọi thứ nó đều là nguyên bản theo xe hết. Đấy. Động cơ hộp số thì được bên Hoàng bảo hành tiếp cho khách hàng là 1 năm hoặc tương đương 10.000 km. Đấy, về lỗi về động cơ và hộp số.
bên ngoài bảo hành cho khách hàng là 1 năm, tương đương 10.000 km. Đây chúng ta có thể xem luôn tiếp cả các cái phần ở phần ốc giảm sóc này. Đây các cái phần ốc giảm sóc này. Đấy, ốc giảm sóc nguyên bản theo xe này. Đấy, động cơ Twist Tower Turbo. Đấy, lối động cơ đặc trưng của BMW. Đối với chiếc 520 này thì nó cho gia tốc và công suất là hơn 200 mã. Nó rất là mạnh, rất là khỏe, cho nên là Vin thì luôn luôn được đánh giá là có một độ cảm nhận lái thì tốt, tốt hơn mẹ. Đấy, mình đánh giá, mình khẳng định luôn là tốt hơn mẹ. Còn bạn nào thích sự mềm mại thì các bạn có thể lựa chọn sang mẹ. Đấy. Đây bác máy có thể tiến sát hơn chi tiết về các cái phần ốc, khoang động cơ rồi là mọi thứ đi. Đấy, đây này. Đấy, vì chiếc xe bên em chưa spa nhé, cho nên là anh chị khi xem clip thì cũng hết sức thông cảm. Đấy. Thì là chiếc xe này cũng chỉ có là chủ yếu là bụi thôi ạ. Đây tất cả cái phần này, họng hút này. Đây phần tem hộp số vẫn còn nguyên nha các bác nhá. Đấy, tem hộp số vẫn còn nguyên này. Đấy. Đây các cái phần phớt dầu, tất cả mọi thứ, máy thì là rất là khô. Đấy. Bởi vì thực ra là chiếc xe Đức BM mà mới chạy được 68.000 km thì thật sự là nó cũng chỉ là mới hết rốt đa và lúc này là lúc mà nó chạy tròn động cơ nhất. Đó. Ok. Vâng. Và vừa rồi thì em Đức Hoàng đã giới thiệu cũng như là cung cấp đầy đủ thông tin của chiếc BM 520i sản xuất năm 2015. Biển Hà Nội, một chủ từ đầu, chiếc xe chạy được 68.000 km. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là chưa tới 1.150.000.000, hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe trên toàn quốc cho tất cả quý vị anh chị nếu như có nhu cầu muốn mua trả góp. Chiếc xe được bên em cấp hợp đồng bảo hành cho khách hàng là trong thời gian 1 năm, tương đương 10.000 km, bao gồm có 4 tiêu chí bên em bảo hành. Đó là xe không bị đâm đụng tai nạn, không ngập nước thủy kích, động cơ số của xe nguyên bản và hồ sơ pháp lý của xe là minh bạch. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì vui lòng mà quý anh chị có thể liên hệ với Đức Hoàng theo số hotline ở phía dưới, đó là 0972099992, và hoặc là ấn theo dõi kênh YouTube của hhtc.vn để luôn luôn được cập nhật những cái dòng xe lướt, siêu lướt, chất lượng đang có mặt tại hhtc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những chiếc xe sau ạ. Xin chào.